anh gửi hình ảnh cho chú đây xem phải không? Được rồi. Đồng côn tan. Chuẩn rồi, em bán suốt ngày rồi. Không, bọn anh là quen nên chú bán thì... Không, giá chuẩn rồi, vì bán cho anh em một lái xe không không lái cao được. Mỗi ngày người nọ mách người kia có. Vâng. Không. Bọn anh mách nhau mua chứ. Vâng, cách anh lắp cái này vào nó đạp sân côn nó không bị cứng, mà đạp là chuẩn luôn. Nó nhẹ hơn. Mấy lần anh chở hàng qua đây, anh thế này. Vâng ạ. Có gì anh cứ qua ủng em. Lắp vào. Lắp vào phát là chuẩn luôn. Anh lắp lấy được mà. Về nhà anh lắp lấy được mà. Em nếu mà mấy anh em chạy đơn giản khóa cái mình chưa lắp bao giờ, kệ nó, anh mua về em lắp cho. Nếu mà các bác ấy chạy quen là các anh lắp tự lắp được hết, lắp đơn giản mà anh. Khóa vào phát là xong ngay. Con này là Hàn Quốc xịn, làm đúng tiêu chuẩn. Còn vì, bọn anh thì nói thật là trước là kiểu hay mua nhà 10 ở dưới quan cảnh. À vâng ạ. Về sau là đúng nhắc bọn anh có phải mua. Vâng. Bác quan ở dưới đường quan cảnh. Cái này nó là Hàn Quốc xịn, còn nếu mà mua ở Việt Nam mình thì nó tiện, bác hiểu không? Nhưng mà tiện nhiều khi nó không thể chuẩn vào Hàn Quốc được. Rồi. Vì mình phải nói là tháng nó làm ra nó khác hoàn toàn với việc của dân của mình chế. Thế nên em không muốn làm chế ở kia nữa. Mình bán cái này còn người này thì vâng, khác. Em cảm ơn anh nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thank you anh. Đấy, cảm ơn anh trai rất nhiều luôn. Anh em trong hội mách nhau qua mua của Nhật Đức nhá. Cảm ơn anh trai rất nhiều luôn. Cảm ơn những anh em đã tin tưởng và gọi là chia sẻ cái hàng của mình cho những anh em khác. Mình cảm ơn các bác rất là nhiều, mặc dù là không biết bác nào chia sẻ nhưng mà em cũng cảm ơn qua cái video này, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Vì hàng ở đây thì nói thật các bạn là em cũng giống như anh thôi, mỗi người mỗi nghề. Muốn thành công được và muốn đi được xa thì chấp nhận phải bán hàng thứ nhất là chuẩn, chỉ đồ nào bảo luôn đồ đấy, và thứ hai là cái giá thì em cũng nói luôn các anh là em không dám bao giá toàn quốc. Vì lãi suất thì nó sẽ nhập khác nhau, vì đơn vị các bạn anh đi buôn các anh cũng biết là em nhập 10 cái không thể bằng ông nhập 100 cái được. Thì đây thành ra là giá cả thì em không dám nói, nhưng mà về cái chất lượng sản phẩm em dám cam kết với anh em, em bán như nào em bảo như thế. Cái đồ nào Hàn Quốc xịn, cái đồ nào Việt Nam mình chế, cái đồ nào là của Trung Quốc, và cái đồ nào là tốt và cái đồ nào là không tốt thì em phải nói luôn ngay từ đầu, để cho các anh em khi mua đồ thì các bạn sẽ chuẩn bị sẵn cái tư tưởng là sản phẩm đó nó chỉ đạt cái mức độ như vậy thôi, chứ còn không bao giờ em dám trà trộn giữa cái đồ xịn và đồ tàu hoặc là đồ pha ke. Có rất nhiều những cái trên thị trường Việt Nam mình, có cái thời gian đầu thì họ về hàng xịn, nhưng về sau thì bắt đầu họ tìm những hàng loại 2, loại 3 về. Mặc dù thì người ta chỉ biết về cái mã bên ngoài, nhưng người ta không thành ra chất lượng. Nhưng ở đây em bán thực tế, em đã vấp váp rất là nhiều rồi, trải qua 20 năm rồi, thành ra em không bao giờ dám bán đồ lọ đồ kia, trừ thị trường nó không có bắt buộc mình phải nhập những cái đồ như thế. Còn đá về thì em chỉ tới hàng xịn em bán. Anh em nhớ ủng hộ em nhé, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.